tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thời biển lặng sông trong của nữ văn sĩ Dư Thị Diễm Buồn. Đây là bộ sách giấy được tác giả nhờ người thân từ Mỹ về trao tặng tận tay cho chúng tôi. Một lần nữa, tủ sách tinh hoa xin thay mặt quý thính giả yêu kênh chân thành cảm ơn tình cảm của nữ văn sĩ dành cho chúng ta. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10. Trong dịp đi dự buổi phát giải thưởng cho em mình, vợ chồng Thiện Tố được Kỳ Trân mời và đưa đến thăm gia đình anh ta. Bà Minh ân cần tiếp đãi hai người lớn, còn Kỳ Trân, Kỳ Trung, Minh Nguyệt thì tiếp đãi hai cô Tố Tâm, Tố Tiên. Họ đưa nhau đi Thảo Cầm Viên, đi dạo chợ, đi xem phim. Mới ở rạp hát chưa ra thì hai đứa nhau nhau sách nhiễu ông anh của mình đủ thứ. Kỳ Trung nói: "Anh Kỳ Trân à, tụi em còn muốn đi xem một phim nữa. Phim này đã chiếu cả tuần rồi. Hôm nay là buổi hát chót, em và Minh Nguyệt muốn đưa chị Tố Tiên đi xem." Tố Tiên cười cười không nói. Minh Nguyệt cười rúc rích, nắm tay Kỳ Trân lắc lắc, nũng nịu: "Ừ đi anh hai. Mấy thuở chị Tố Tiên và em mới gặp nhau. Phim này hay lắm, anh Kỳ Tâm coi rồi mà vẫn muốn coi lại, còn em thì chưa. Ừ đi nghe anh hai, nếu không có anh thì mẹ không cho tụi em đi đâu." Kỳ Trân nhìn đồng hồ chép miệng: "Tối rồi, xem hát bóng hoài nhức đầu lắm." Kỳ Trung lanh miệng: "Phim này ngắn, chỉ hơn 1 giờ 40 phút thôi. Nếu anh và chị Tố Tâm không thích đi thì cho tụi em đi. Anh chị đi chơi một vòng rồi đến đón bọn em cùng về. Hoặc là tụi em đi xe taxi về thẳng nhà. Chiều em một chút nha anh hai." "Làm ơn mà, anh hai đẹp trai." Tố Tâm thấy Kỳ Trung gọi Kỳ Trân là anh hai đẹp trai, cậu ta lại kèo nèo, hai tay chấp lại, mặt mày nhăn nhó gian sinh thống thiết. Cô mắt tức cười nhỏ nhẹ nói với Kỳ Trân: "Chú hãy cho mấy đứa đi xem phim mà tụi nó thích đi." Kỳ Trung mở to mắt ngạc nhiên quá chừng và nhìn cô cười ngất: "Chị Tố Tâm nè, anh hai em có già đâu mà chị gọi bằng chú. Tụi em vẫn gọi ảnh bằng anh hai mà. Chị hãy gọi như tụi em đi, gọi là anh Trân hay là anh Kỳ Trân thì dễ nghe hơn." Kỳ Trân giấu nụ cười, quay qua nghiêm giọng hỏi Tố Tâm: "Sao, cô có chịu gọi tôi bằng anh không, cô Tố Tâm? Nếu cô gọi bằng anh thì tôi sẽ cho bọn chúng đi xem phim, còn không thì chúng ta cùng về hết." Minh Nguyệt lính quýnh níu tay Tố Tâm líu lo: "Chị Tâm, xin chị Tâm cứu bồ, chịu gọi anh hai của em bằng anh đi, gọi bằng anh có mất mát gì đâu. Gọi đi chị, gọi đi mà." Tố Tâm hái Kỳ Trân, chàng ta cười già: "Hơ, cô làm thinh tức là bằng lòng rồi đó ngang." Kỳ Trân móc bóp lấy tiền dúi vào tay Kỳ Trung. Tố Tiên đã ngầm biết mọi chuyện, chỉ có bà chị lơ lửng con cá vàng của cô là không biết thôi. Tánh tình biến dậy của Tố Tiên, từ lúc gặp Kỳ Trân lần đầu là cô đã đoán biết ngay ông Mảnh này trồng cây si chỉ mình. Cô nghĩ bây giờ có lẽ bà nội và ba má cô cũng đã ngầm chịu rồi, thì cô đổi cách xưng hô gọi Kỳ Trân bằng anh cũng được chứ có sao đâu. "Anh Kỳ Trân, hôm nay hãy để em làm le bao hai người bạn nhỏ này coi hát và đi ăn kem. Anh chị cứ đi chơi cho vui đi. Nè Kỳ Trung, tôi không biết đường xá ở đây, Trung cứ hẹn mấy giờ ở đâu để anh Trân và chị Tâm đến đón hai người về nhà của Trung và đưa hai chị em tôi về nhà chị Tuyết Mai. Tôi nghĩ ba má tôi giờ này cũng đã rời nhà Bắc Minh rồi." Kỳ Trân vui vẻ ra mặt, chàng ta thầm cảm ơn Tố Tiên tỏ ra thân thiện và biết điều. Vì trong lúc theo đuổi Tố Tâm, chàng nghĩ rằng nếu không khéo Tố Tiên sẽ là trở ngại lớn cho chàng, bởi cô bé này khôn ngoan đáo để hơn so với người chị hiền lành của cô nhiều. Ba đứa em đi rồi, Kỳ Trân bảo Tố Tâm đi ngược lại đường Nguyễn Huệ và đi vòng ra chợ Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn về đêm, nhất là khu chợ Bến Thành, đẹp huy hoàng tráng lệ, phần lớn nhờ những ngọn đèn màu chớp tắt liên hồi hoặc chạy dài trên những bảng hiệu tiệm được treo cao. Chị em Tố Tâm là một trong những nữ sinh cao có tiếng ở trường, vậy mà đi bên Kỳ Trân cô vẫn thấp lè tè, thấp hơn chàng gần một cái đầu. Kỳ Trân cao ráo nhưng khỏe mạnh, nước da ngâm vì nắng gió, mắt sáng, mũi cao, vầng trán rộng, tóc ngắn.
Chàng ta có nụ cười tươi, cởi mở, nhưng cái nhìn lại nghiêm nghị. Chàng ít nói, giọng trầm ấm. Đêm nay chàng mặc áo thun màu xanh nhạt, ngắn tay, bỏ gọn trong chiếc quần jean màu xanh sậm, mang giày bata màu xanh bạc của lính thủy. Trông chàng tươi mát, khỏe mạnh như cây tùng, cây bá, đi bên Tố Tâm mỏng mảnh như khóm nhược lan, như cây lệ liễu, lá xanh biếc bên bờ hồ, nước trong veo. Nước da cô trắng nổi bật trong bộ áo dài tơ màu hồng phấn. Mái tóc bồng đen mịn xõa sau lưng. Mái tóc phía trước nằm trong hai cây kẹp móc, kẹp bên trên hai mép tai. Đôi mắt cô tròn to dưới viền mi cong, môi mọng đỏ tự nhiên luôn, như chớm nở nụ cười. Với sắc diện thanh thản, với cử chỉ cao sang, cô làm cho những người đi qua còn phải quay lại nhìn. Thành phố Sài Gòn về đêm rực rỡ, sáng chói, được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, thật không ngoa chút nào cả. Tố Tâm vừa sợ xe, vừa ngại đông người chen lớn. Cứ đi một hồi là lọt tọt bị lùi lại phía sau. Cô phải bước nhanh, bước dài hơn mới theo kịp chàng. Kỳ Trân biết nhưng cứ làm lờ đi. Hai người đang chờ cho bớt xe chạy ngang để qua lộ. Tố Tâm sợ, tự nhiên định chụp lấy bàn tay rắn chắc và vạm vỡ của Kỳ Trân mấy lần, nhưng chàng làm bộ không biết, lẹ dời tay đi chỗ khác. Vừa lúc đó hai đứa nhỏ chạy ngang lấn tới, làm Tố Tâm mất thăng bằng, chúi nhủi vào mình. Kỳ Trân chụp tay cô đỡ cô lên nhưng không buông ra. Rồi thong thả chàng nắm tay cô đi vào tiệm kem như chỗ không người. Tố Tâm mắc cỡ quá, nhưng không làm sao rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của chàng được. Cô đành phải nhanh bước riêu ríu theo chàng, mặc dù tay cô đau vì sức nắm chặt của chàng. Nhưng cô không làm sao mở miệng được vì cô vừa sợ vừa thẹn. Quán cà phê có nhạc sống luôn đông khách, nhất là về đêm. Đợi một hồi hai người mới có chỗ ngồi. Đây là quán tân thời, đèn hồng thắp trong góc tối. Ca khúc Sông Lạc Đường Về, The River of No Return, do ban Blue Jet hòa tấu lót nền cho giọng hát của một nam ca sĩ trỗi lên, tiết điệu mềm mại. Kỳ Trân gọi cho mình ly cà phê có lớp kem trắng trên mặt, một cốc kem xoài cũng có phủ lớp kem trắng. Tố Tâm chậm rãi múc từ muỗng kem đưa vào miệng. Linh cảm cho cô biết như có ai đó đang nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn giáo giác nên cúi đầu nhỏ nhẽ ăn kem. Cô liếc qua Kỳ Trân, chàng rất tự nhiên như không có cô bên cạnh. Khi hai người ăn xong thì Kỳ Trân nhìn đồng hồ nói nhỏ: còn khoảng nửa giờ bọn nhỏ xem xong phim, để anh đưa em qua những hàng bán quà bên kia. Em muốn mua gì thì mua, rồi mình đi đón chúng. Tố Tâm không nói gì hơn, chớp mắt gật đầu. Họ vừa đứng lên thì ở bàn phía sau, xéo bàn họ, một cô gái nhanh chân bước đến. Chào anh Kỳ Trân. Chào chị. Chị đây là... Cô ta nhìn Kỳ Trân ấp úng. Chàng cười tự nhiên. Ồ, Thoại chi, đi một mình. Chị Thoại qua không đi với cô sao? Đây là Tố Tâm, bạn gái anh. Tố Tâm thắc mắc. Thoại chi? Cô ta thuộc loại bạn nào của Kỳ Trân? Bạn đồng nghiệp, bạn thời thơ ấu, bạn đồng môn hay là bạn lòng? Cô ta đẹp và rất sang. Cô ta mặc áo sơ mi ngắn tay bằng hàng đăng ten tím nhạt bó sát mình. Cái maxi jeep thì màu ngà nâu, xẻ đùi, nhánh hoa mạ vàng cẩn bằng hộp sapphire màu chiếu lấp lánh cài trên ngực áo. Đây là mẫu thiếu nữ tân thời bấy giờ, thập niên 60. Thoại chi lịch sự chào Tố Tâm và nói vài câu xã giao rồi từ giã. Kỳ Trân nắm tay Tố Tâm đi ra. Nhìn theo dáng thân mật của Kỳ Trân với cô gái trẻ, vừa xinh đẹp vừa dễ thương, Thoại chi cũng rời tiệm kem. Cô nghĩ ngợi lung tung về chị Thoại qua của cô và Kỳ Trân. Hai người quen nhau hồi còn là sinh viên, gia đình hai bên nghĩ rằng họ sẽ kết hôn sau này. Kỳ Trân đi ăn đi chơi với những cô gái Hà Trầm, gần như mỗi lần gặp chàng ta đều đi với một cô gái khác nhau. Nhưng lần này gặp chàng đi với Tố Tâm, Thoại chi cảm thấy anh ta sẽ cưới cô gái này trong tương lai. Cơn gió đêm nhẹ thoảng qua, làm đông đưa những cành lá của cây me tơ, cây giá tỵ, còn gọi là cây giái ngựa, American Rosewood, cao hai bên đường reo lên âm thanh nghe rào rào. Trăng đầu tháng hình lưỡi liềm treo lơ lửng trên tầng không đen thâm thẳm, và mộc chi chít chuỗi sao nhấp nhánh. Hai bên lề đường những cột đèn trơ vơ bất động, mắc những ngọn đèn điện mờ ảo vàng úa. Các con đường quanh chợ vẫn ồn ào náo nhiệt, người và xe cộ tấp nập lại qua.
Thoa Chi thẫn thờ nghĩ ngợi, thở ra và thương xót cho chị mình. Bây giờ trên thế gian này cô chỉ còn chị Thoại Hoa là ruột thịt. Hai chị em cô nương náu có nhau từ khi ba má hai cô lần lượt qua đời vì tuổi già và bệnh hoạn. Dù bây giờ cô ra trường đi làm và tự biết chăm sóc cho mình, nhưng vài tháng nữa đây, chị Thoại Hoa của cô ra nước ngoài học tu nghiệp, cô lại sống lẻ loi. Mấy lần Thoại Chi gợi ý chị nên lấy chồng trước khi quá lứa tuổi để lập gia đình, nhưng chị cô cười buồn, lắc đầu tỏ ý là chưa nghĩ tới. Cô cũng biết chắc rằng chị mình đang chờ đợi anh Kỳ Trân, nhưng anh ta thì lững lơ con cái vàng, không lùi và cũng không tiến. Chị Thoại Hoa thành công trên đường học vấn và sự nghiệp, nhưng đường tình duyên chị mình thì coi bộ muộn màng. Chiếc xe quê kỳ tân thời, hiệu mắc tiền, màu đen, ngời bóng dưới ánh đèn, ngừng lại, cập sát bên lề đường trước mặt, ngắt dòng suy nghĩ của cô. Chị Thoại Hoa cười tươi bấm cửa kính chạy xuống, chồm lên và tiếng chị vọng ra. Lên đi công nương, cửa đã mở rồi. Thoại Hoa rất giống Thoại Chi, nhưng cao lớn hơn, tràn trề sinh lực hơn. Thoại Hoa không đẹp lắm, nhan sắc trung bình, nhưng có vẻ đậm đà, duyên dáng. Cô mặc bộ tay lưa gồm chiếc áo vest và chiếc váy cùng một thứ hàng gabardine màu xanh rêu ngả vàng. Tóc cô uống quăng nhưng cắt ngắn sát ót. Trông cô ăn mặc giống như phu nhân tổng thống Mỹ, bà Jackie Kennedy. Thoại Hoa thua em về bóng sắc, nhưng hơn em ở vẻ thanh lịch, quý phái, cao sang. Nỗi buồn len nhẹ qua hồn. Thoại Chi cảm thấy thương chị mình hơn bao giờ hết. Khi cô ngồi thẳng vào chỗ, xe bắt đầu chuyển bánh. Thoại Hoa tươi cười hỏi em. Ai dám chọc giận người đẹp mà mặt mày bí xỉ vậy cô Út? Thoại Chi định trong bụng là sẽ giấu nhẹm về việc vừa gặp Kỳ Trân, nhưng cô nghĩ trước sau gì chị cô cũng biết, vậy nên để đương sự biết sớm thì tốt hơn. Cô không dám nhìn mặt chị, đầu cúi gầm xuống như kẻ phạm tội, nhỏ giọng. Em vừa gặp anh Kỳ Trân và bạn gái ảnh. Một phút lắng động, Thoại Hoa phì cười bảo: Anh Trân có bạn gái mới như thay đổi áo, em còn lạ gì nữa? Bộ vì việc đó mà em buồn hả? Cô ấy đẹp và tài hoa như bác sĩ Lệ Trinh làm ở bệnh viện Chợ Rẫy không? Thoại Chi nhăn mặt nhìn chị. Không, cô này trẻ hơn bác sĩ Trinh nhiều. Tên cô là Tố Tâm, cái tên đã đẹp mà người cũng đẹp. Cô ấy có cái đẹp hiền hậu thanh khiết, rất dễ thương. Là phụ nữ với nhau, chỉ gặp chốc lát em khó mà quên cô ta được. Thoại Hoa cười xòa bảo em. Tới nhà rồi cô Út, hãy vào tắm rửa rồi ra ăn cơm với chị. Đừng có vì chuyện anh Kỳ Trân mà ăn không ngon, ngủ không yên. Tháng sau chị rời nước rồi, thời giờ của chị em mình gần nhau rất ít, cho nên phải vui vẻ lên ngang. Nghe em khen làm chị cũng muốn gặp cô bạn mới của anh Kỳ Trân, coi sức thu hút của cô ta tới đâu. Để cô Út nhà này nổi tiếng là tự tin, tự cao, tự đại về sắc dốc của mình mà cũng chào thua cô ta vậy. Thoại Hoa nén tiếng thở dài tiếp. Em đừng lo sợ chị buồn. Từ lâu chị đã nghĩ đến anh Kỳ Trân có ngày sẽ đi cưới vợ rồi, nên việc em nói chỉ làm gợn trong tim chị một chút sóng lòng thôi, chứ không ảnh hưởng đến chị nhiều đâu. Mai tôi đi rồi, làm sao anh ngăn được, thà vui đi cho hết hôm nay. Đời người có hợp thì có tan, nên đừng cột chặt với kẻ khác quá sẽ khó mở. Đó là câu gối đầu nằm của chị. Em cũng vậy, hãy mạnh dạn lên, đừng để tình cảm lứa đôi ràng buộc. Con gái nhà họ Cao của chúng mình không bị ngã vì tình. Tin lời chị, mặt Thoại Chi trở tươi như hoa mới nở. Cô nhoẻn miệng cười, mắt sáng ngời. Thiệt vậy hả chị? Vậy thì tốt. Em ngu quá, tại sao nãy giờ em cứ sợ và lo cho chị? Thoại Hoa ừ, rồi cô bước nhanh vào phòng khóa trái cửa lại. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má. Phòng bên kia tiếng nước từ chiếc búp sen rào rào chảy, hòa với tiếng hát líu lo theo điệu nhạc tươi vui của cô em gái chưa yêu ai. Nhà Kỳ Trân cách nhà Thoại Hoa chỉ hai con đường. Họ học cùng lớp, hồi còn học ở trường luật, nên hai người rất khăng khít với nhau. Học 2 năm, Kỳ Trân vào trường Võ Bị Đà Lạt và nàng vào trường Chánh Trị Kinh Doanh, cũng ở vùng cao nguyên thơ mộng đó. Trong những ngày cuối tuần, những ngày lễ, ngày hè, họ có rất nhiều kỷ niệm cho nhau. Tuy cả hai không bao giờ nói đến chuyện tương lai,
nhưng thoại qua muốn chàng ngỏ lời cầu hôn nàng. Tuy nhiên nàng không đốc suối hay hỏi han, nàng muốn để chàng tự nói ra thì mới thật lòng tính cuộc chung thân cho cả hai. Trải qua những năm dài trong trường quân sự, sau khi ra trường chàng nay đây mai đó, còn nàng vì lý tưởng, vì tương lai bay qua phương trời Âu lấy bằng cấp cao học của nước Pháp. Khi hồi hương, Thoại Hoa có nghề nghiệp vững chắc và có địa vị trong xã hội, nhưng tình cảm giữa hai người hình như đã lạc phai, như có chút gì đó cách ngăn. Họ vẫn là đôi bạn thân thiết. Thoại Hoa có nhiều dịp để thành hôn với những đối tượng môn đăng hộ đối khác, nhưng nàng vẫn từ chối. Và dù biết rằng Kỳ Trân như cánh bướm trong vườn xuân, giữa muôn hoa tưng bừng hương sắc, nàng vẫn âm thầm chờ đợi và nghĩ rằng có một ngày chàng ngỏ lời cầu hôn với nàng. Mấy ngày trước nàng có ghé thăm bà Minh. Bà có cho nàng biết vài hôm nữa gia đình bạn gái của Kỳ Trân lên thăm nhà. Bà nói: "Bạn gái của Kỳ Trân đếm không biết bao lâu mới hết, nhưng chưa bao giờ nó đưa ai về nhà. Lần này nó mời nhà gái đến, cô nghĩ nó đã yêu thật rồi đó cháu à." Bà Minh chân thật nhưng vô tình giẫm nát tim nàng. Thoại Hoa lao vào nước mắt. Cô làm ra vẻ phấn chấn ngồi dậy khi nghe tiếng gõ cửa như dở nhà gọi ra ăn cơm của Thoại Chi. Bây giờ thì xong rồi, mọi việc nàng đã cho vào ký ức để làm hành trang trong những tháng năm bôn ba ở xứ lạ quê người. Đời người con gái, một lần mất người yêu là tan vỡ cuộc đời. Tiếng hát véo von của cô em gái từ ngoài vọng vào. Thoại Hoa đứng lên chạy lại mái tóc và tự hỏi: "Bộ thật vậy sao?" Chương 17. Trong gia đình bà Tư Hiền không ai còn lạ gì tánh tình của hai cô Kiều Lan và Kiều Liên. Cho nên từ khi vợ chồng Thiện Tố giao thiệp qua lại với đương kim quận trưởng Kỳ Trân, Cẩm Hương không dám hớ hênh trong khi tiếp chuyện với họ. Giờ đây, bà Minh và hai đứa em cùng cha khác mẹ với chàng có đến thăm nhà vợ chồng Thiện Tố, và bà chính thức sinh cho con trai mình là Kỳ Trân được kết hôn với Tố Tâm. Đó là tin mừng lớn cho gia đình Cẩm Hương. Nhưng hai bên cũng chưa định ngày đám hỏi, nên Cẩm Hương dặn mẹ chồng cùng chồng và hai đứa con của mình không được hé miệng cho bất cứ ai trong họ hàng và người ngoài biết. Cẩm Hương biết rằng Tố Tâm của mình đã có ít nhiều tình cảm với Kỳ Trân rồi, nhưng bà đắn đo bởi tuổi tác giữa hai người hơi chênh lệch. Kỳ Trân mặc dù là người có học, có địa vị trong xã hội, nhưng lại là người từng trải, nên bà sợ con gái mình sẽ khổ về sau vì tánh tình bay bướm, mai cô này mốt cô kia của chàng. Vì tương lai hạnh phúc cả một đời của con gái mình, Cẩm Hương dằn vặt trong nỗi âu lo nghĩ ngợi một mình. Chờ hai đứa con đi học, nàng mới hỏi chồng và mẹ chồng: "Má à, hổm rày không đêm nào con ngủ được tròn giấc. Má và anh nghĩ sao cho con biết về việc bà kế mẫu ông quận trưởng hỏi cưới Tố Tâm cho ổng? Thật sự thì con muốn Tố Tâm có cái nghề trong tay mới gả chồng cho nó. Bây giờ người muốn hỏi cưới con mình lớn tuổi lại là người lịch lãm, sành sỏi, đã từng quen biết với các bà, các cô nhiều quá nên con sợ mai sau..." Nói đến đó, Cẩm Hương xúc động, nghẹn lời. Thiện Tố đang uống dở ngụm trà thì bà Tư Hiền lên tiếng: "Con gái lớn thì phải gả lấy chồng. Tuy ông ấy lớn tuổi nhưng đàng hoàng, chững chạc, biết lễ nghĩa, tùy ý hai con quyết định. Với má thì sao cũng được, duyên số trời định cả. Miễn sao cháu của má vui vẻ, sung sướng tâm thân là má mãn nguyện rồi." Cẩm Hương nhìn chồng, Thiện Tố tằng hắn nghiêm giọng nói: "Anh không biết nói sao đây, thật khó suy tính quá. Anh cũng đã nghĩ ngợi mấy bữa nay, nghĩ ra ông cũng không lớn hơn Tố Tâm bao nhiêu tuổi. Đàn ông sành sỏi ăn chơi, khi chịu cưới vợ thì họ sẽ đem hạnh phúc vững vàng cho gia đình hơn. Nhưng anh không biết trả lời dứt khoát với em thế nào. Ý anh cũng muốn cho con học có nghề nghiệp rồi mới cho nó lập gia đình. Thôi thì tùy em quyết định đi. Hay là em hãy hỏi con, coi nó nghĩ thế nào. Nếu con không bằng lòng thì đừng có ép nghe." Cẩm Hương hái chồng giãy nảy: "Em cũng muốn nó có nghề nghiệp rồi mới gả. Bộ em nôn nã muốn gả con lắm sao mà có vụ ép uổng. Nói lãng xẹt hà. Thôi anh hỏi nó đi." Thiện Tố cười: "Lại giận nữa rồi. Anh chỉ nhắc nhở em thôi mà. Hai đứa con muốn gì cũng thường thỏ thẻ với em trước,
rồi sau đó em mới kể cho anh nghe. Mẹ con to nhỏ với nhau, trao đổi chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái thì đó là nhiệm vụ của em, chứ anh đàn ông mà, làm sao mở miệng được. Vả lại nó có tâm sự với anh về chuyện tình yêu của nam nữ bao giờ đâu. Mẹ con em hay to nhỏ rù rì với nhau, em hỏi trăm lần tiện hơn anh. Em là gia cát lượng của nhà này mà. Vậy hai mẹ con hãy bàn với nhau đi, rồi em kể lại cho anh biết. Trưa hôm đó, mẹ chồng và Tố Thiên cấp rổ đi qua nhà máy trà của Thiện Tố đang làm, đón mua cá linh về kho với nước dừa. Bữa cơm chiều nay sẽ có món cá linh kho rượu chấm với con mẹ chú Chát, khế chua và rau sống. Cẩm Hương cố tình bày gạo ra lượm thóc và nhặt sạn. Nàng lượm thóc thảy ra sân cho gà ăn. Tố Tâm thấy mẹ ngồi còm lưng, cô vội lấy hai cái muỗng dùa, một cái cho mẹ, một cái cho mình đựng thóc và sạn lượm được từ trong thúng gạo ra. Cẩm Hương mở đầu: "Hổm rày con có được thư từ gì của Tuyết Mai không?" Tố Tâm trả lời mẹ nhưng vẫn cúi mặt chăm chỉ lượm thóc: "Dạ có, nó đang ở ngoài Trung, có lẽ cuối tháng mới về. Má à, con nghe nói chị Kiều Phương có quen với một người đàn ông nào đó thân lắm. Má có nghe cô ba nói không?" Cẩm Hương cười: "Chuyện gì cô hai và cô ba con cho là quan trọng? Dẫu má có cại họng mấy bả thì mấy bả cũng không nói cho má nghe. Còn nếu chăm chích hay nói đon nói ghen, nói hành nói tỏi má, dẫu không ai xúi thì mấy bả cũng nói. Còn thêm nhân thêm nhụy có ít xích ra nhiều nữa." Cẩm Hương làm bộ như vô tình hỏi con: "Mấy hôm rày con có gặp ông Kỳ Trân không? Sao cả tuần nay má không thấy ông đến chơi?" Tố Tâm nhoẻn miệng cười, tay bốc nắm gạo, mắt nhìn trời xa mơ màng: "Chú ấy đi công tác ở Sài Gòn, ngày mốt mới về. Trước khi đi chú có hỏi con muốn gì chú sẽ mua tặng con." Cẩm Hương mau miệng hỏi con: "Vậy con nói với ổng mà con muốn món quà gì?" Vẫn nắm gạo còn trên tay, nhưng gạo đã theo kẻ tay rớt hết xuống thúng. Tố Tâm cười, khóe mắt sáng ngời: "Con nói món gì cũng được, quà của người ta tặng mà, mình chỉ định thì không có ý nghĩa nữa, có phải không mẹ?" Cẩm Hương ờ cho qua, vì mục đích chánh của nàng muốn hỏi con không phải chuyện lặt vặt đó, mà là chuyện quan trọng cho cả cuộc đời của con mình. Nàng chậm rãi hỏi: "Con nghĩ thế nào về Kỳ Trân? Tánh tình, dốc dáng, phẩm hạnh của ông ta, con có nhận xét gì?" "Mẹ chỉ hỏi cho biết thôi chứ không có ý khác." Tố Tâm nhìn xuống thúng gạo tìm thóc, cô bảo: "Chú vui vẻ, dễ nhìn, khỏe mạnh, cương nghị, phong trần. Tuy chú ít nói nhưng khi mở miệng ra không như chim ụt, chim cú. Con Tuyết Anh, con ông trưởng chi cảnh sát nhà ở gần chỗ chú, nó nói chú đào hoa lắm. Vài bữa là có mấy cô đến thăm. Má nó lại nói với nó là chú đàng hoàng, tại mấy cô tìm chú, chứ chú đâu có ngó tới ai." Cẩm Hương dè dặt nhìn con, nghiêm giọng: "Tố Tâm à, có chuyện này mẹ muốn hỏi con. Con phải thật lòng trả lời mẹ. Đây là chuyện rất quan trọng chứ không phải chuyện chơi đâu." Tố Tâm mở to mắt lắng nghe mẹ hỏi: "Nếu Kỳ Trân muốn hỏi cưới con làm vợ, con nghĩ thế nào?" Cẩm Hương hết sức ngạc nhiên, thấy Tố Tâm không có phản ứng như là dãy nảy, pha trò để lấn áp câu chuyện sang đề tài khác, như những lần ông bà, cậu mợ cô chú hỏi hay đề cập đến việc hôn nhân của cô. Tố Tâm chậm rãi trả lời mẹ: "Sau mấy ngày bác Minh và hai đứa con của bác đến thăm gia đình mình, sau đó chú đến chơi, chỉ có con ở nhà, chú đã hỏi con như câu mẹ vừa hỏi. Con trả lời thế nào với ông ta?" "Con chưa trả lời gì hết. Con có nói với chú là nếu ba mẹ bằng lòng thì con bằng lòng, còn không thì thôi. Hôm ấy chú có vẻ giận con lắm và bảo là con không có chủ kiến. Nhưng không biết sao trước ngày đi công tác thì chú lại đến tìm con." Cẩm Hương nhìn con nóng lòng: "Bây giờ mẹ muốn con trả lời ý con như thế nào để mẹ trả lời với bà mẹ kế của ông ta?" Tố Tâm thản nhiên: "Chú hơi lớn tuổi hả mẹ? Nhưng tánh tình chú tốt lắm. Khi chú không đến thăm đôi ngày thì con thấy nhớ. Khi chiếc xe chạy qua ngang con lúc tan trường không phải là chú thì con cảm thấy buồn.
Ngày nào gặp chú dù chỉ gật đầu chào trong lúc chú đi đâu đó, con cảm thấy vui. Khi nghe có cô nào thăm chú thì con giận. Chú hẹn mà không đến thì con chờ mong. Nghĩ cho kỹ, không biết tại sao con nhớ, con buồn, con vui, con giận, con mong với người không có chút dính dáng gì với gia đình mình hết. Vậy tùy ở ba mẹ, con xin trả lời với mẹ giống như con đã trả lời với chú Trân. Cẩm Hương nhẹ thở dài, không dám để cho con biết. Nàng cảm thấy tâm hồn mình trống trải, hụt hẫng, như rơi vào vùng lạnh lẽo, như đã mất mát một thứ gì, và nước mắt nàng chực trào ra. Đó có phải chăng tâm trạng do lòng ích kỷ của người mẹ quá yêu thương con, khi biết con mình san sẻ ít nhiều tình cảm cho người xa lạ? Giờ đây nàng còn nói, còn dò hỏi cô trưởng nữ của mình gì nữa? Những lời của Tố Tâm nói ra với Cẩm Hương đã bộc lộ quá đầy đủ về tình cảm của cô với Kỳ Trân rồi. Cẩm Hương cảm thấy lòng mình sũng buồn khi chợt nghe giọng hát lãnh lót của bà hàng xóm ru con. Chứ con chim đa đa, nó đậu nhánh đa đa. Chồng gần sao em không lạy, lại lạy chồng xa. Mai sau cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa, bộ kỹ trà ai dâng. Ghé bầu trở lái về đông, con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi. Mẹ tôi đã có người nuôi, tôi theo chu lai cho xuôi một bề. Tháng sau đó, bà Minh cùng hai con có dịp đến Cai Lậy để bàn với gia đình Thiện Tố định ngày hỏi và cưới cho Kỳ Trân và Tố Tâm. Do sự đồng ý của hai bên gia đình cho Kỳ Trân và Tố Tâm cưới hỏi chung một lễ và cùng một ngày. Cai Lậy là chợ quận nhỏ, các nhân viên làm việc trong các công sở gần như đều biết nhau. Các cửa tiệm bán vải, tiệm hàng sén, tiệm vàng, nhà thuốc tây, tiệm thuốc bắc, dựa cá, dân cư đều buôn bán qua lại với nhau nên lui tới biết nhau cả. Tình cháu nội ông chủ nhà máy xay lúa gả cho ông quận trưởng, chỉ hôm trước thì hôm sau cả thành phố quận đều biết, rồi các quận lân cận biết, cả tỉnh biết. Rõ ràng là tiếng hiền tiếng tốt đồn xa, tiếng dữ tiếng xấu đồn ba ngày đường mà. Bên ngoại của Tố Tâm hay tin cháu gái mình lấy chồng, từ ông bà ngoại cho đến gia đình các cậu mợ, các em con cô cậu đều vui mừng. Họ chuẩn bị sắm sửa quần áo để đi dự lễ cưới, dự tính mua tặng cho cháu những món quà hậu hỷ có ý nghĩa. Ông bà nội lớn mừng cháu cây kiềm vàng chạm lông phụng, ông bà ngoại tặng cháu cặp neo vấn, chú Thiện Cảm tặng cháu hai chiếc kim xuyến đeo tay, cô Dựng Hai Kiều Lan tặng bộ ngọc trai gồm có dây đeo cổ, chiếc vòng, đôi bông và chiếc cà rá. Cô Dựng Ba Kiều Liên tặng cháu bộ ngọc thạch màu xanh lý gồm có đôi bông toàn ten tiền điếu bọc vàng, chiếc lắc tiền điếu, dây chuyền mặt tiền điếu và cà rá vàng mặt tiền điếu. Vợ chồng Tuấn Nguyệt cho bộ đồ trà bằng sứ Nhật Bổn nền men trắng, có vẻ hình cô gái mặc kimono màu sắc choáng lộn. Thành và vợ tặng cháu mình bộ chén của Nhật có 54 cái gồm tô, chén, dĩa, trên miệng mỗi cái đều có viền bằng vàng. Quà của Tuấn và Thành đều gửi mua tận bên Đông Kinh, Tokyo. Ngoài 8 mâm quà lễ như đèn lông phụng, rượu trà, bánh trái và tiền mặt cho nhà gái, nhà trai đi bộ nữ trang bằng xoàn cho cô dâu, bà Minh còn dành sắm mền, mùng, gối, toàn là loại nhập cảng mắc tiền để tặng cho cô dâu chú rể. Cẩm Hương sắm cho con cặp áo dài gấm mặc trong lúc đưa dâu, những bộ áo dài khác mặc trong lúc đãi khách ở nhà hàng và những bộ áo quần mặc đi thăm họ hàng trả lễ sau ngày cưới. Trong buổi ngày nhóm họ, cả gia đình nội ngoại họp lại. Sau bữa cơm chiều thịnh soạn của cha mẹ cô dâu đãi để cho con lại xuất giá, tỏ lòng trả ơn ông bà cha mẹ. Buổi lại xuất giá thật trang nghiêm và cảm động, mắt ai cũng rướm lệ thương yêu. Tố Tâm trang đài trong bộ áo dài hồng cô dâu
lại ông bà nội và ông bà ngoại, đến lại tạ cha mẹ, cô đã khóc. Thiện Tố nghẹn lời, nước mắt rưng rưng. Cẩm Hương ôm chầm lấy con, nức nở. Dòng nước mắt của mẹ, của cha, của họ hàng ruột thịt nói lên nỗi lòng tràn hạnh phúc, cảm động trước ngày con cháu của họ theo chồng. Chú rể xin đám cưới làm đơn giản trong gia đình hai họ, và sau lễ cưới, tân lang và tân gia nhân đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang. Hai bên đều đồng ý vì tổ chức một đám cưới lớn rất bận rộn. Khách được mời của hai bên cộng lại thì không có nhà hàng nào đãi cho hết. Mời người này mà không mời người kia thì sẽ mất lòng. Người quen biết với gia đình ông Hai Cung, người bàn quan, thương gia đầu làng cuối phố, viên chức trong quận, nghe ông quận trưởng quận mình đi cưới con cô giáo Cẩm Hương đang học giữa năm đệ nhất thì tụm năm tụm bảy nhỏ to bàn tán. Kẻ thương thì khen gia đình có phước, được người có chức quyền đi cưới. Kẻ không ưa thì kề tai nói lén, trề nhúng chê ỷ chê eo. Đó là thiên hạ thuộc loại người dưng nước lã ngoài đường. Còn hai bà cô ruột của Tố Tâm là Kiều Lam và Kiều Liên, lúc nghe mẹ nói cháu mình sắp gả cho ông quận trưởng thì nhảy cỡn lên như khỉ mắc phong, như bị ai lấy thăng hồng châm vào đích. Họ vừa tức vì ghen tị, vừa ghét vừa thù vì Cẩm Hương lúc nào cũng hơn họ. Kiều Lan gay gắt: "Cái con Cẩm Hương đó thấy danh vọng địa vị là tối mắt hả? Ai đời con gái mình mơn mởn đào tơ lại đi ép gả cho cái thằng cha già khú cỡ tuổi với ba nó." Kiều Liên ào ào với mẹ mình: "Má có biết ai mai mối không? Nhà cửa cha mẹ đàn trai ra làm sao, ở đâu? Thằng đó chắc cũng có hai ba đời vợ, con cũng đã có cả tiểu đội rồi không chừng." Bà Hai Cung phẹt cổ trầu vào ống nhổ bảo: "Hai cái miệng chị em bay á, hễ xúm lại là nó bậy nó bạ hả? Cái ông quận trưởng cũng đâu có già dữ như bay nói. Thằng trông được lắm, chững chạc, đàng hoàng, được bao nhiêu người nể phục ra thưa vào trình. Như vậy thì ba bay và vợ chồng thằng Thiện Tố còn đổi gì nữa. Tụi bay thấy người ta hơn mình thì chăm chích. Thật là già cái đầu rồi mà không bỏ được cái tánh xấu đô kỵ nhỏ nhen à. Gia đình nhà trai đã chánh thức đến xin cưới hỏi con Tố Tâm. Bởi vợ chồng thằng em bay đã lên nhà người ta, và họ cũng đã xuống thăm nhà chúng nó rồi." Kiều Liên bực tức chêm thêm: "Thôi má ơi, đừng có tin. Thời buổi bây giờ họ mướn người làm cha làm mẹ để đi hỏi cưới vợ là thường như cơm bữa. Đây, đây, để con kể cho má với chị hai nghe. Số là con gái của bà chủ tiệm gạo ở Vĩnh Kim nè, có ông thầy giáo đi cưới. Hơn nửa năm sau con nhỏ có chữa cái bụng chè e thì bà vợ lớn xuống đánh ghen tưng bừng tở bở. Thiệt là xấu hổ hết sức." Kiều Lan đồng tình với em, nói vội như sợ ai giành: "Có chuyện này còn động trời hơn nữa. Chồng chị hai nở rễ của chú Tư Sáng ngoài Ba Dừa đó, má và con ba còn nhớ không? Anh ta đi buôn bán xa, cứ một hoặc hai tháng đem tiền về cho vợ một lần. Bà vợ ngồi không ở nhà chờ chồng đem tiền về đếm khoái chí tử. Cho đến một hôm tính ra hơn 3-4 tháng rồi mà chồng chưa về. Chị ta bèn đi tìm, được người dẫn đến tổ quyên ương của chồng đang sống với một phụ nữ trẻ, vừa mới đám cưới được chừng 2 tháng. Lúc đó anh chồng của hai người vợ này đi vắng. Chị hai nở tá quả tâm linh, chị nói gạt cô vợ lậu của chồng mình, báo rằng mình là chị bà con của anh ta, nhân đi ngang qua ghé thăm. Bà vợ lậu vui mừng mời nước, mời ở lại chơi đợi chồng về. Bỗng chị hai nở nhìn thấy hình mình được quả lớn để trên bàn thờ, đang chưng hoa quả cúng cơm thắp nhang trầm còn nghi ngút khói. Chị bèn hỏi vợ lậu của chồng mình: "Chứ người nào còn trẻ quá mà thở trên bàn thờ vậy cô?" Bà vợ lậu vẻ mặt buồn buồn trả lời rằng: "Đó là vợ trước của chồng em, chị ấy qua đời cách nay mấy tháng. Tội nghiệp ảnh còn trong vòng tang chế mà cưới em, nên ngày hai bữa em cúng cơm cho chị, phù hộ chúng em, và cầu luôn cho chị mau được đi đầu thai." Chị hai nở muốn té ngửa, chị không nói không rằng lấy ba chén cơm và thức ăn cúng trên bàn thờ xuống ngồi ăn sạch. Bà vợ lậu của chồng chị chân hửng há hốc miệng, tức giận mà nói không ra tiếng. Chị hai nở ăn xong uống luôn ba chung nước, rồi bảo: "Cô nhìn kỹ coi tôi có giống hình người cô đang thờ đó không?" Bà vợ lậu của chồng chị mặt mày tái mét, cắt không còn chút máu, co giò thẳng cẳng chảy mất. Thế là chị lôi ông chồng ra làng xã xé hôn thú. Đó, má và dì ba nó coi có thấu trời không? Bà Hai Cùng ngạc nhiên quá đổi hỏi con: "Bộ có chuyện như vậy thật sao?
Kiều Lan thỏa mãn trề môi hái hoa nguýt lại. Trời ơi, sao mà không có má? Ở đây mà không biết hôn phu của con Tố Tâm và Cúp Bình Thiết, chắc thẳng cũng có con đàn con đóng rồi chứ không phải chơi đâu má ơi. Ai đời mới gả đứa con gái đầu lòng mà đập dập bẻ co làm đám cưới đám hỏi chung, và lại còn làm gấp bên đích như làm đám cưới chạy tang không bằng á. Thiệt, con Cẩm Hương là cái thứ ham danh háo thắng ham tiền không ra gì hết. Bà hay cùng nạt dội. Cầm hai cái miệng bay lại đi. Nếu vậy là gia phong mình bất hạnh à, bộ vui lắm hả? Một con ngựa đau ngựa cả tàu không ăn cỏ, sao bay độc mồm độc miệng cứ trù éo nó hoài vậy? Ngày xưa trả báo thì chày, bây giờ trả báo phút giây nhãn tiền. Coi chừng tụi bay bị chồng con Tố Tâm bắt bỏ tù vì cái miệng bép xép vu khống người ta đó. Kiều Liên và Kiều Lan chớp chớp mắt, có vẻ ớn lời mẹ hâm, nên không chót chét nói hành về ông quận trưởng nữa. Hai nàng Kiều chê bai người khác, thật ra là để khen và khoe con cái của mình. Kiều Liên điệu đà bảo chị: bởi vậy Kiều Phương của em đang có anh chàng cũng hơi trọng tuổi, làm lớn ở bộ gì đó trên Sài Gòn theo đuổi. Em luôn dặn dò nó đừng quá hấp tấp mà phải dò xét, phải đề phòng gắt gao mới được. Kiều Lan cười tươi như hoa: vợ chồng thằng con lớn của chị vừa trúng mánh mấy chuyến đường thốt nốt, kiếm được bộn tiền. Chúng nó đang coi mua cái nhà bên chợ Vĩnh Long để mở tiệm vải cho vợ nó co trông coi. Con Kiều Nga trổ mã càng ngày càng đẹp ra, có ông chi khu phó đội bảo an đang ngắm nghe. Nhưng chị bảo nó phải học đến nơi đến chốn mới được lấy chồng, chứ đừng có bắt chước con Tố Tâm bỏ học ngang xương. Nếu ổng thương nó thiệt lòng thì ổng phải đợi nó chứ. Em nghĩ có đúng không? Là con gái đàng hoàng phải treo giá chứ bộ. Nói đến đó, hai chị em Kiều Lan và Kiều Liên thích chí, cười đắc chí. Bà hai cùng nguyết con, phủi đích ngoe ngoẩy bỏ lên nhà trên. Vừa đi bà vừa lầm bầm: đồ cái thứ vô duyên à, làm tổn âm đức. Đồ cái thứ vô nghị vô ngãi bất trị. Tao là má tụi bay còn chịu tụi bay không nổi, nói chi bà dì ghẻ bay và con dâu của bà. Giỏi cái là thấy hột bụi trong mắt người ta mà không thấy cọng rác trong mắt mình. Đồ cái thứ đầu óc không rửa mang cục tửa sau lưng. Hai cô Kiều ghét gia đình đứa em một cha khác mẹ chưa đủ, còn quay qua ghét đứa cháu ruột của mình. Hai cô càng ngày càng ghét cay ghét đắng Thiện Cần. Bởi hôm trước hai nàng bơi xuồng đi coi đồng lên, về bị mắc mưa bệnh cả tuần chưa thuyên giảm. Thiện Cần mau miệng bày hai cô lấy gừng sắc nhuyễn, vỏ quýt phơi khô, cam thảo đường phèn đem chưng cách thủy, ăn cái và uống nước. Thứ nào ăn không được thì nhai nuốt nước bỏ sát. Bày xong cậu ta bảo: thường hai cô học được món gì khéo do má tôi với bác gái chỉ dạy. Nhưng hai cô cứ nói là món gia truyền của bên ngoại, nên hai cô luôn giấu giếm với dòng họ xóm giềng. Phen này tôi chỉ hai cô phương thuốc giải cảm. Hai cô mà giấu giếm ai đang bị cảm mạo phong sương thì hai cô sẽ mang tội xa xuống chính tầng địa ngục, chứ không phải chơi đâu ngang. Ứa gan vừa bị thằng cháu châm chích, dù vừa tạm ngưng cơn ho sò sò, Kiều Liên tru tréo: đồ cái thằng yêu lòi, được cưng chiều quá rồi hỗn hào dám gieo tiếng xấu cho hai cô mày phải không thằng quỷ con? Kiều Lan ho hèn, mắt mũi đỏ như trái cà chua, cũng hầm hừ: mày trù éo hai cô mày đó hả? Cái thằng ranh con, đồ thối miệng ác đức. Bà hai cùng binh cháu nội, xỉa xói hai đứa con gái mình: thằng Thiện Cần là đứa ăn nay nói thẳng, nó đem chuyện tội phước ra để răn đe tụi bay, để tụi bay làm chuyện tích phước tích đức đo đà. Bằng không tụi bay ích kỷ, thấy kẻ bệnh hoạn mà không bày biểu cứu giúp người ta. Hồng Ánh nheo mắt với Cẩm Hương, nhưng cả hai không dám cười vì sợ làm mít lòng hai mụ chị chồng. Trong khi đó Thiện Tố và Thiện Cảm cười ha hả. Ngày Tố Tâm theo chồng, được dịp ông bà nội, các cô dượng, chú thím cậu mợ, các anh chị em con cô cậu, chú bác diện áo quần thật hợp thời trang và đắt tiền. Riêng Thiện Tố diện bộ căm lê màu xám tro còn thơm mùi vải, vì chàng may trước ngày đám cưới con gái có 10 bữa. Từ lúc may một bộ để đi cưới vợ đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, đây là bộ thứ hai mới may. Nhiều lần vợ thúc hối chàng may bộ lễ phục mới, nhưng ở thôn quê đi dự đám tiệc chỉ cần ăn mặc tươm tất sạch sẽ là đủ rồi, ít ai mặc đồ lớn trừ những người ở thành thị về. Hôm nay ngày trọng đại của con gái mình,
Cẩm Hương chuẩn bị trước và nhất định bắt chồng phải ăn mặc cho đúng cách. Mái tóc bồng mịn đen nặng của Thiên Tố vẫn còn như xưa, nhưng bên mép tai đã có ít nhiều sợi bạc. Dần trán vẫn cao, nhưng thời gian đã làm gợn những nét nhăn nhẹ. Mặt mày chàng vẫn tươi tỉnh, nhưng có vẻ phong trần hơn xưa. Bên trong bộ áo lớn, Thiên Tố mặc áo sơ mi tay dài bằng tơ tầm màu ngà ngà nguyên thủy của nó. Chàng thắt cà vạt sọc xéo màu mỡ gà, xen lẫn màu xám sậm sáng ngời. Chàng mang giày đen đánh si ra bóng láng. Hôm nay đám cưới con gái, đi bên cạnh vợ, Thiên Tố trông khác hẳn mọi ngày. Tố Tiên sáng mắt nhìn ba, rồi nhìn mẹ. Mẹ cô tha thướt trong chiếc áo dài nhung màu xanh dương, có kết cườm trên những đóa hoa và cành lá màu phí thúy, màu lục, màu tía. Tóc bà bới gọn phía sau. Mẹ cô hôm nay có nét đài trang của một mệnh phụ. Không nhìn được, cô đến gần nói nhỏ, chỉ cho ba mẹ cô nghe. Mẹ với ba hôm nay trông sang và đẹp quá đi thôi. Bà Tư Hiền hôm nay mặc áo dài mình the, bông, ép nổi. Cổ cột chiếc khăn sạc bỏ đuôi nhọn về phía lưng. Sợi dây chuyền vàng mặt Phật Bà Quan Âm nằm trước ngực áo. Tóc bà bạc trắng, bới cao ở phía sau ót. Đôi bông tai mù u bằng vàng gọn trong trái tai dài và dày của bà. Sau phần nghi lễ đám cưới, Tố Tâm bước từng bước bên cạnh chồng lên xe qua. Tố Tiên nói riêng với anh rể mình. Anh Kỳ Trân, em không biết anh thương chị Tố Tâm của em bao nhiêu, nhưng em biết chị của em thương anh còn hơn thương Thượng Đế nữa. Thượng Đế biết được chắc sẽ giận lắm đó. Nên anh phải coi chừng, đừng làm gì có lỗi với chị em. Hãy thương chị em như chị đã thương yêu anh nghe. Kỳ Trân cảm động gật đầu cười nhẹ. Chàng nghĩ Tố Tiên khôn trước tuổi, sau này anh chàng nào mà lọt mắt xanh của cô chắc chắn là không tệ. Tiệc cưới chàng được đãi ở một tửu lầu ngoài chợ lớn. Những quan khách dự tiệc bên nhà gái, ngoài gia đình cha mẹ vợ, còn có gia đình các cô chú bên nội, gia đình các cậu mợ bên ngoại và cô bạn thân của vợ là Tuyết Mai. Bên chàng chẳng có ai ngoài cô Minh, hai em và bà con họ hàng vài người. Kể luôn Thoại Chi là em cô bạn học ngày xưa của chàng. Lúc đầu chàng không định mời Thoại Hoa và Thoại Chi, nhưng cô Minh bảo: Kỳ Trân à, con nên mời chị em Thoại Hoa, vì dù sao con và Thoại Hoa cũng là bạn học thân lâu năm rồi, vả lại cô cũng sắp rời nước. Chàng biết mình không làm gì có lỗi với Thoại Hoa. Tình cảm giữa hai người chỉ là tình bè bạn thuần túy, không hơn không kém. Nếu yêu Thoại Hoa thì chàng đã cưới cô trước khi gặp Tố Tâm rồi. Và từ trước đến bây giờ chàng cũng chưa có lời hứa hẹn nào với cô cả. Dù sao Thoại Hoa cũng là bạn, nên chàng đã mời hai chị em cô. Nhưng đám cưới Kỳ Trân và Tố Tâm chỉ có Thoại Chi đến dự tiệc thôi. Lúc cô dâu chú rể đến từng bàn tiệc để chào và cảm ơn, Thoại Chi nói: Em xin chúc phúc chúc lành cho anh chị, và chuyển lời chị em xin lỗi không tham dự và chúc mừng anh chị được. Vì cùng ngày giờ với tiệc cưới anh chị, ở sở chị em cũng đãi tiệc chị trước khi chị đi du học. Lòng Kỳ Trân cảm thấy một thoáng áy náy ngậm ngùi, mặc dù chàng không có lỗi gì. Chàng bỗng nhớ câu hát đã nghe được đâu đó: Đôi ta không sống gần nhau, khi kẻ ở người đi, thôi thương tiếc làm chi. Chàng chép miệng giấu tiếng thở dài, và thật lòng mong nơi phương trời xa xứ lạ, Thoại Hoa sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình. Các anh chị con của hai cô Kiều có gia đình riêng, dù bận biểu công việc làm ăn cũng dồn lại để về dự đám cưới em, con gái lớn của cậu mình. Cặp vợ chồng nào cũng tặng quà hậu hỷ cho Tố Tâm. Tuyết Mai đang ở Đông Kinh đóng phim hỗn hợp Việt Nhật nên không về dự được. Cô gửi về tặng bạn sau chuỗi ngọc trai lấy từ con trai thiên nhiên ở biển, không do người nuôi. Màu ngọc trắng ngời sắc hồng, là nước ngọc đẹp và mắt nhất. Hồng Nguyệt tặng bộ sách hai cuốn bìa cứng bọc nhung xanh, chữ mạ vàng, mà nhà in có nhã ý chỉ in có 10 cuốn dành riêng cho tác giả để làm quà tặng. Kiều Nga tặng tập thơ mới phát hành bìa bọc nhung màu da hưu đậm. Kiều Phương nhờ bạn đi Hồng Kông mua về tấm tranh lụa hạt trăng từ Tô Châu, nổi tiếng thêu khéo, màu da bò, thêu những con hạt trắng, có con bay, có con sắp đáp xuống và có con đậu trên nhánh cây tùng, và dần trăng tròn thêu chỉ vàng pha ngân tuyến. Thiện Cần nhờ cô bạn gái mua giùm chiếc áo len màu hồng ở tận Đà Lạt. Hai bên ngực áo có thêu nổi nhánh bông cúc vàng, lá xanh rất đẹp. Tố Tiên nhờ người mua từ Rạch Giá tặng chị cây quạt bằng đồi mồi, màu mã não, được dồi bóng ngời.
Tố Tâm mắt rưng dòng lệ cảm động. Cô siết tay từng người một tỏ lòng cảm ơn. Thiên Cần cũng cảm động lắm. Anh ta bảo: vậy mới biết tình gia đình thân tộc của họ Trần mình chứ. Chương 18. Mùa hè năm đó, gia đình Thiện Tố bệnh rịnh tiễn vợ chồng đứa con gái đang mang bầu được 5 tháng đổi đi nơi khác. Vì chồng cô được bổ nhiệm chức vụ lớn hơn ở Long Xuyên, một tỉnh trù phú miền Hậu Giang. Sau ngày cưới, Tố Tâm theo chồng ở bên Dinh quận, có người giúp việc, được ăn mặc sang trọng, không phải làm gì dù là việc lặt vặt trong nhà. Nhưng hễ trước khi Kỳ Trân đi công tác 5-3 ngày thì chàng đưa vợ về bên nhà cha mẹ vợ để được mẹ và bà nội nấu những món ăn cô ưa thích, như là cá bóng dừa kho tiêu để mở sắc hột lựu, tép cháy, dưa mắm để ăn với cháo đậu đen chan nước cốt dừa, cá cơm chiên giòn cú minh tráng rau sống chấm nước mắm tỏi ớt, ốc gạo trộn gỏi bắp chuối, nấm mối xào mướp hương, khô cá sặc trộn gỏi dưa bà cai với xoài sống bằm và thịt ba chỉ, bông súng bóp sỏi với giấm đường, hoặc rau càng cua bóp sỏi ăn với cá linh kho rượu. Toàn là những món ăn bình dân rẻ tiền, nhưng không tuần nào mà cô không ăn một trong những món đó. Nếu cô không về bên nhà thì bà nội hoặc má cô nấu xong cho người bưng qua. Từ nhỏ đến lớn, Tố Tâm được sự nuông chiều của bà nội, được cha mẹ săn sóc hết sức chu đáo và chưa rời xa họ nửa bước. Nên khi ra đường cô khờ ịch, không lanh lợi như những người bạn trương lứa. Và khi có chồng, cô vẫn sống gần gũi với đại gia đình, vẫn còn tánh tiểu thơ hay nũng nịu với mẹ, với bà. Tố Tâm bơi lội trong biển hạnh phúc bao la. Cô được chồng cưng chiều, được bà Minh ân cần săn sóc. Hai đứa em chồng thương mến và tương đắc. Bây giờ sắp theo chồng đổi đi làm ở nơi xa, cô cảm thấy buồn lo nên đòi mẹ hay bà nội phải theo sống luôn với cô. Mặc dầu biết con có hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng, thấy con gái đang bụng mang dạ chữa, Cẩm Hương không nỡ từ chối. Nhưng nàng bảo: mẹ đưa con đến nơi đến chốn, ở lại đôi ngày rồi trở về, vì mẹ còn phải đi dạy và bao nhiêu công việc khác phải phụ với ba con. Khi nào con sanh, mẹ sẽ qua nuôi con một tháng, và bà nội sẽ qua ở lâu hơn. Đến chỗ ở mới được 2 tháng, một hôm Tố Tâm nhận được thư của Hồng Nguyệt. Con nhỏ này ưa tâm tình tâm sự tưới hột sen bằng giọng văn trơn tru bóng bẩy như mỡ. Cai lạy ngài: chị Tố Tâm thân mến, đáng lẽ em làm cho hãng thầu của Mỹ ở Sài Gòn, nhưng bà nội sợ có tên Mỹ tặc nào đó dụ dỗ em biến em thành me Mỹ, nên nội hăm hen nếu em cãi lời bà sẽ uống thuốc chuột tự tử. Em đành đi dạy sinh ngữ, Anh và Pháp văn cho các trường trung học tư thục ở Cai Lậy, Cái Bè và Giáo Đức. Dạo này em không viết tiểu thuyết tuổi hồng, tuổi hoa, tuổi ngọc, tuổi ô mai, tuổi xí muội nữa. Đã có Kiều Nga thay thế cho em rồi. Em viết tiểu thuyết phong tục, tiểu thuyết đồng quê, loại nào cũng có các cuộc tình thơ mộng, có khung cảnh tĩnh mịch êm đềm. Kiều Nga đã trổ mã, dốc mình nhỏ nhắn nhưng tròn chỉnh và tươi mát. Cô ả lăn xả vào làm văn trận bút một cách nhiệt tình, đã mang sẵn hồn thơ bút pháp của ả thơ mộng và du dương. Các loại sách hồng của cô ả bán chạy kinh khủng, nên ả kiếm tiền khá bộn. Kiều Nga nói thi xong bằng trung học đệ nhất cấp sẽ nghỉ ở nhà trau dồi việc viết lách. Cô bảo nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nghề cầm bút sẽ thích hợp với cô hơn đi học đệ nhị cấp, phải cực trí lao tâm. Ba em mấy tháng này lo phụ với bác Tố, chăm sóc gia sản và nhà máy trà lúa của ông nội tụi mình. Cả hai không quên khu làng mới. Còn anh Thiện Cần của em học chơi học bời mà đậu bằng tú tài 2 ban C văn chương và chuẩn bị vào đại học văn khoa. Nhưng coi bộ ảnh không muốn vào đại học. Hào hoa càng nhiều thì đào hoa cũng lắm. Cái miệng đía xạo của ảnh nói toàn cam ngôn mỹ từ, làm các cô thiếu nữ, các nàng cô phụ say mê rụng rời. Ba em thường nói cái miệng của mày biến những câu điêu ngôn xảo ngữ thành câu hiền triết, thánh triết. Đứa con gái nào mà tin mày thì chỉ có nước mang quan thai mà thôi. Thiệt đúng y như rằng con bạn Thu Hồng của em, con bạn Ngọc Tú của chị Kiều Phương, lỡ dại nghe lời đường mặt của ảnh mà mang một khối tình bằng xương bằng thịt trong bụng. Má em khổ sở chửi cho ảnh một mách, rồi mang hai cô thiếu nữ nhẹ dạ, con dâu không cưới về nuôi. Chị cũng biết bà nội nghiêm khắc, má em hay để ý, nên hai cô chưa ló mò ghen tương, chưa bêu xấu hay cấu xé nhau. Nhưng ai biết được ngày sau sẽ ra sao. À, em quên cho chị biết,
Kiều Nga của chúng mình đã lọt vào mắt xanh của anh chàng Tây Lai. Cha làm lính Lê Dương người Pháp, mẹ Việt quê ở Bạc Liêu, xuất thân từ hải quân công xưởng, tức là hãng Ba Sao cũ. Đây là thợ nguội khéo tay, tiền xài hoài không hết. Nhưng hai mụ cô mình tối ngày cứ hai dèm pha với bà nội rằng anh ta là con rơi, là tạp chủng của một tên lính đánh thuê, và mẹ anh ta là con gái đứng đường, gái điếm. Do đó bà nội không chịu gả Kiều Nga cho ảnh, mặc dù nhà trai cậy nhờ mai mối năm lần bảy lượt đến nhà rồi. Chắc chị cũng đang muốn biết chuyện tình cảm của Hồng Nguyệt hả? Em đang yêu đời, yêu mọi người nên quên tình cảm riêng tư. Chị Tuyết Mai và chị Kiều Phương có giới thiệu cho em vài chàng, nhưng người em để ý thì đương sự làm lơ, người em không cảm thì hắn ta bám em như ốc đắng bám cột cầu. Có lẽ duyên số chưa đến với em. Tuy nhiên em đang kết bạn với một ký giả người Pháp gốc Ba Lan. Anh ta thuộc loại freelance, không công tác báo nào nhất định, hiện đang viết phóng sự cho tờ báo Pháp Viễn Đông Nhật Báo, tòa soạn ở đường Thi Sách. Anh ta mướn cái apartment ở đường Lê Thánh Tôn, chiều chiều hay đến tiệm Paul Dunant, tức là Bắc Cực, để uống rượu. Bút danh của anh ta là Ilya Polanski, người cũng khá bảnh trai. Nhưng anh ta nghèo, cuộc sống không bảo đảm, nay đây mai đó, xê dịch khắp các nước Viễn Đông như Miên, Lào, Indonesia, Thái Lan, Đại Hàn để săn tin và viết phóng sự. Em tương đáp với anh ta, nhưng em chưa từng rung động ảnh. Chị coi, chuyện tình yêu chưa đến thì nói gì đến chuyện hôn nhân. Tình cảm em cứ dậm chân tại chỗ hoài, đôi khi cũng nản lắm. Cuối thư, em xin chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi trong cuộc sống lứa đôi. Thân mến, Hồng Nguyệt. Hết tập 10. Còn tiếp.